Xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Long chia sẻ các bạn những ngày tốt của tháng 3 để chúng ta ứng dụng trong xây nhà. Vừa rồi chúng ta đã tính từ ngày rằm tháng 2 gần cho đến ngày hôm nay là ngày 16 tháng 3 là kết thúc một chu kỳ của tháng 3 âm lịch. Vì sao ngày rằm tháng 2 mà mình gọi là tháng 3? Vì tính theo tiết khí ngày, tính theo 24 tiết khí, ngày 15 là chính thức là ngày Thanh Minh, cũng là ngày đầu của tháng 3 âm lịch. Khi chúng ta ứng dụng trong xây nhà và cưới hỏi hay là nhập trạch, đa phần là dùng ngày thiên can và địa chi ứng dụng trong cái ngũ hành tương sanh và tương khắc. Còn riêng những cái ngày con số như là ngày mùng 1 và ngày 29 hoặc 30, đó là một cái sự ảnh hưởng riêng biệt. Vì vậy khi tính ngày và giờ, chúng ta sẽ phân biệt ngày con số và ngày thiên can địa chi khác nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu, mời các bạn tham khảo. Ngày mùng 1, mùng 2 đi hết chu kỳ, nó đến là ngày 16 kết thúc tháng 3. Thì trong ngày con số thì có ngày mùng 5 và 14, 23, còn gọi là ngày nguyệt kỵ. Đa phần người ta sẽ kỵ những cái ngày đó trong xây dựng hay là cưới hỏi. Thì ngày mùng 5 thì mình đánh dấu ít ha, để mình biết ra cái ngày này là cái ngày kỵ. Mùng 5 14, rồi mùng 5 14, 23, tháng này thì 23 không có. Ngày tam sa sát kỵ có người chết thì đó là ngày mùng 4 ha, ngày mùng 5, ngày 16 và ngày 15, ngày tam sa sát. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm ngày kim thần thất sát, kỵ nhất là động thổ xây nhà cưới hỏi. Ngày kim thần thất sát về năm, đặc biệt là năm năm Quý Mão, gọi là thiên can, nó là thiên can quý, thì sẽ kiện ngày Dậu và ngày Thân. Như vậy là hai ngày này chúng ta bỏ đi, không dùng. Ngày kim thần thất sát mà trong tháng thì đó có là ngày Giáp và ngày Can. Ngày Giáp ở đây ngày Giáp là ngày 15, ngày Can là ngày 16. Đấy. Giáp Can là kim thần thất sát đóng, mình bỏ đi. Tỵ Quỷ, Quỷ là một ngôi sao xấu, là kim thần thất sát. Quỷ Liễu, Tỵ Quỷ Liễu Tinh, Tinh là một ngôi sao xấu, kim thần thất sát, chúng ta cũng phải bỏ đi. Tiếp theo là dụng trong cái ngày gọi là ngày sát chủ dương. Thì trong câu thơ có ghi rõ là 23, 79 châu toan kéo cày. Như vậy là tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 là ngày Sửu ha, là châu toan kéo cày. Vậy là ngày Quý Sửu, ngày Sửu này chúng ta bỏ đi. Là ngày sát chủ dương ha. Mình đánh cái dấu ít to để mình phân biệt được là bỏ không dùng nữa. Ngày sát chủ âm và nó đi gắn liền với là thủ tử thì đó chung một câu thơ như thế này: ba lợn lòi ngăn dê đực chạy, có nghĩa là ba là tháng ba ha, lợn là heo, ngăn dê là mùi. Như vậy là lợn đứng đầu là đó là ngày thủ tử, dê đứng sau đó là ngày sát chủ âm. Đây là sát chủ âm ha, mình đóng một cái khung lớn để mình biết. Đây là thiên thần thất sát cũng đóng khung lớn ha. Ba lợn lòi ngăn dê đực chạy, lợn là cái ngày này. Đó, chúng ta bỏ nó đi. Đó, chúng ta bỏ. Rồi ngày
thiên tai địa họa thiên hỏa đồng, mình cắt nhà ngày đó thì lửa càng cháy thiêu, thì đa phần dùng trong cái ngày này thì hỏa hoạn dễ ập đến. Cho nên khi hỏa hoạn xây cái ngày này cộng thêm mà ngày cái thế thái tuế năm, gọi là cái thế thái tuế đại hung nha, chứ không phải là thế tuế tứ hành xung. Thế tuế thì nó có hai dạng, một cái dạng là cái tứ hành xung, thí dụ năm nay là năm Mão à, thì tứ hành xung của nó là tý ngọ mẹo dậu, dậu là trực xung, ngọ và tý nó là thứ xung, đó gọi là thái tuế. Nhưng dạng này là dạng nhẹ, nó giống ảnh hưởng như là những cái ngôi sao xấu, cũng như là thái bạch hay là kế đô hay là văn hớn, nó dạng như cái sao đó thôi. Còn mà đóng vô một cái thế đại hung á, thế tuế đại hung cộng thêm á là thiên tai địa họa thiên hỏa đồng, thì cái nhà này cháy mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng này chết chùm, cho nên chúng ta phải tránh. Thì cái ngày đó là tháng này tháng 3, thì đó có là 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 là cái ngày ngọ ha. Vậy là cái ngày ngọ này tuyệt đối chúng ta không dùng, nói nhiều cái xấu quá, kim thần tác sát và thiên tai địa họa thiên hỏa đồng. Ngày mùng năm ha, ngày mùng năm cũng xấu. Rồi chúng ta sẽ luận lại từ từ. Như vậy là ngày 15 này bỏ đi, mùng 4 bỏ, 16 bỏ, thân dậu bỏ, chỉ có ngày mùng 3. Mùng 3 còn gọi là tam nương, kỵ nhất là cưới hỏi ha, thì chúng ta sẽ còn dùng được cái gì ở đây? Ngày mùng 3 là mậu kỷ canh, canh tuất, kỷ canh à, ngày kỷ canh là ngày này là được sao sát cống đóng vào. Sao sát cống đóng vào là tốt nhất cho xây dựng. Ngày này kim quỷ, ngọc đường, bạch hổ ha, bạch hổ thì mình bỏ qua. Ngày này trực phá, trực phá tốt nhất là đập phá, chứ còn xây dựng thì không hợp. Này là sao vị, sao vị là một đại một cái gọi là đại kiết, một ngôi sao đại kiết. Thì nếu chúng ta cộng được một cái sát cống và một cái đại kiết này dùng trong xây nhà vẫn được ha. Như vậy là ngày mùng 3 có thể tạm dùng được. Ngày mùng 5 mình bỏ hẳn luôn. Ngày mùng 7 là ngày tam nương Giáp Dần, ngày đây là ngày Minh Đường, ngày Minh Đường hoàng đạo là một ngôi sao tốt, tốt mọi việc. Ngày trực khai, khai bế kiến trừ mãn, như vậy là đây là ngày trực khai. Trực khai là một ngôi sao tốt, tốt cho động tổ. Sau xâm là một cái sao đại cát, là chúng ta có thể dùng ngày mùng 7 là trong vấn đề xây nhà. Ngày mùng 8 là Ất Mão, ngày mùng 8 Ất Mão là ngày trời đất khai thông, trời đất khai thông là sẽ xóa đi những sao hung, trực bế là bán hung bán kiết à, các bạn. Xâm tỉnh, tỉnh là một sao tốt. Cẩu trạng này có thể bỏ qua. Như vậy là ngày mùng 8 có thể là xây nhà được. Ngày mùng 9 bỏ. Ngày mùng 10 là ngày Đinh Tỵ. Ngày Đinh Tỵ nó là ngày khước sát kỵ người vợ. Thì kỵ người vợ nhưng được bù đắp cái ngày này là ngày Đại Minh Cát Nhật, hóa giải được tất cả các sao xấu. Cái ngày Đại Minh Cát Nhật nó còn thêm một cái ngày nữa là ngày trời đất khai thông, đóng vào tại cái ngày ngày Đinh Tỵ này à, trời đất khai thông và Đại Minh Cát Nhật là hóa giải được cái sao xấu này.
về cái ngày này là ngày minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Đây là trực trừ tốt cho động thổ. Rồi như vậy là ngày mùng 10 là ngày theo mình đánh giá là ngày tốt hơn những cái ngày khác. Rồi kết luận cuối cùng thì ngày mùng 3 là ngày tạm dùng được nếu như bạn nào hợp tuổi Dần Ngọ Tức. Dần Ngọ Tức thì chúng ta có thể dùng ngày này. Rồi cái ngày mùng 10 tuổi Tỵ Tỵ Dậu Sửu, bạn nào có tuổi Tỵ Dậu Sửu hoặc là bạn nào tuổi Thân mà hợp với tuổi Tỵ thì dùng được. Ví dụ năm năm cái người tuổi Thân Canh Thân đi, năm nay xây nhà có thể là dùng cái ngày Tỵ này chúng ta sẽ động thổ. Vâng. Đó. Rồi ngày mùng 8 là cái ngày này có hai cát tinh đóng vào. Ngày trời đất khai thông nữa rất là tốt, chúng ta phải dùng. À, ngày mùng 7 là ngày được ba sao tốt đóng vào. Như vậy là kết luận cuối cùng mùng 3, mùng 7, mùng 8 và mùng 10 trong cái tháng 3 âm lịch này được 4 ngày đó. Bây giờ mình đã chia sẻ các bạn xong. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Và bạn nào đăng ký rồi thì hãy chia sẻ những người mà mình cảm thấy kênh này hữu ích thì chia sẻ người thân mình dùng. Thành Long luôn mến chúc các bạn và luôn chúc các bạn luận giải thành công và xin chào.